Phong thủy Gia Cát xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, tử vi tháng 10 cho thấy, ngay từ đầu năm đã được quý nhân trợ giúp, khiến cho công việc làm ăn của người tuổi Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Trong tháng 10 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền tài, bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay từ đầu và không nên chần chừ. Tháng 10 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Tỵ, nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc, cũng như có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng này. Sự thành công của người tuổi Tỵ trong tháng 10 sẽ vang dội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 10 cho gia chủ tuổi Tỵ trên phương diện sự nghiệp, gặp khó khăn bủa vây, cạm bẫy giăng lối, người tuổi Tỵ làm việc vất vả hơn, mất công sức mà chưa thể thu về kết quả như mong muốn. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Tỵ làm gì cũng một thân một mình, không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át, làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi, tệ hơn có dấu hiệu bị hãm hại, chèn ép bởi đối tác thận trọng trong hùn hạp, làm ăn, kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được thanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy, xung khắc tiện chi ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó khăn, tiền làm ra lại khó giữ, bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều các khoản lớn nhỏ vào việc sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính, kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư, khả năng cao không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc của tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe của người tuổi Tỵ tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau, bệnh tật lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn, cuộc sống khiến gia đình phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế quý gia chủ cần học cách cân bằng giữa công việc, học tập và nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, tinh thần, nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này về phương diện tình cảm, gia đạo không được tốt với những người tuổi Tỵ, chủ về gặp chuyện buồn và thiếu hòa khí. Người độc thân dù được có một vài cơ hội gặp gỡ với người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng nam nữ vẫn khó tìm được người ưng ý. Các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, đi rồi khó đọng lại. Những gia chủ tuổi Tỵ đã yên bề gia thất, tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh chấp, cãi vã có lớn, có nhỏ, khiến tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được yên ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn, e rằng khó mà thành đôi. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch năm 2022, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà. Ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh chấp,
cãi nhỏ với người trong nhà. Bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo để ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành, triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là, bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người Ất Tỵ, chủ về khó khăn, gặp mọi sự bất lợi, công việc làm ăn của gia đình gặp phải đủ chuyện rắc rối, bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Về gia đạo thì bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em, con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục, cãi vã. Thời gian cuối tháng, mọi việc có thể sẽ tươi sáng hơn. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tháng này, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Tỵ sinh năm 1977 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng. Mặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này sẽ khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ sa ngã, khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tháng này, tình hình sức khỏe của người Kỷ Tỵ sinh năm 1989 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc là đi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu. Dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Người tuổi Tân Tỵ gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc và học tập, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2022, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần. Tháng 10 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào 30 tháng 10 năm 2022, tức ngày 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Tháng 10 Tân Hợi có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và mùi thành Mộc Cục, xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ. Đối với những người tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 10, tức ngày 25 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 10, tức ngày 6 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 10, tức ngày 18 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 10, tức ngày 3 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 10, tức ngày 15 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải là số tử vi cho tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.